Báo bài cuối bài tập gì nhỉ? Wow. Okay, so let's see. Okay, actioned, right? Can you see that? Okay, có thấy màn hình của cô không? Yes. Alright. Bài cũ mình học bài này đúng không? Okay, the first one. Yeah, con mới học với cô. Walk clam. Run. Walk. Walk clam. Right. Clam. Nhớ này từ cuối này không phát âm nhá. Chữ mê này cầm nhá. Alright, clam. Alright. Okay, next one. Từ này nào. Anh hop. Jump. Run. Jump. Run. Run. Please. Skip. Skip, right? Okay. Now, make sure you understand. So, now, can you stand up? Giờ diễn tả được không? Okay, what is run? Okay. Run. Okay, run là như nào nhỉ? How can you run? Okay, very good. How can you jump? Jump. Jump. Okay, very good. Hop. Hop. Yes, climb. How can you climb? Okay, very good. How can you walk? Walk. Walk. Yes. Walk. Okay, very good. Very good. Vậy là nhớ hết các từ rồi đúng không? Alright, so sit down, please. Sit down. Okay, so now. Okay, bây giờ nhá. Okay, we have a new lesson. Okay, we learn about some new actions. Alright. Okay, mình sẽ học một số các cái hành động mới nhá. Okay, now. Now, can you see my screen? Nhìn thấy màn hình cô không? Alright. Okay. Now tell me, do you know three picture here? Stomp. Okay, stomped. The first one, what is this? Okay, hành động gì đấy nhỉ? Can you see? What is he doing? Anh ấy đang làm gì? Hành động của Sumo. Yes, anh ấy đang làm gì đấy? Dậm chân. Đúng không? Correct. Next one. Okay, can you see the duck? Okay, có nhìn thấy con vịt không? Yeah, what is he doing? Waddle. Waddle, right? In Vietnam is lắc lư đúng không? Waddle, đi kiểu lắc lư. Okay. And the last one, stand. Đứng yên đúng không? Stand. Alright, can you read it? Stand. Okay. Stand. Okay, again, the first one, storm. Storm. Waddle. Waddle. Stand. Stand. Okay, very good. So next, yeah. Okay, mình có một số các hoạt động khác nhé. Cười. Okay, mình có đầu tiên là dance. Dance. Nhảy múa. Dance. Nhảy múa nhé. Can you read it? Dance. Okay, đọc dạ. Dance. Có dạ. S ở cuối nhé. Âm S ở cuối. Dance. Okay, number two. The picture number two. Wow. There is an animal, right? Okay. Laugh. Okay, cười, right? Laugh. Âm cuối là âm F nhé. Chữ F cuối nhé. Laugh. Alright. Cuối cùng nào, can you see the action here? Yeah, can you clap your hand? Yes, clap. Okay, vỗ tay đúng không? Clap your hand. Okay, can you clap your hand? Chuyển cái này ra cho mình. Yeah, vỗ tay ở cô xem nào. Can you clap your hand? Nhấn vào giữ này, nhấn vào giữ yes. Chuyển này. Nhấn vào giữ, hiểu chưa? Okay. Is it okay? Now, can you clap your hands, please? Yes. Okay, very good. Can you laugh? Laugh. Cười lớn lên nào. Okay, laugh. Yes. All right. Okay, come back here and we have. Okay, ở lại xíu nhá. We have stop. Okay, dậm chân đúng không? Waddle, lắc lư. Can you waddle? Waddle.
Can you water? Water. Can you water? Yeah, water. Okay. Đi bắt lưng. Yeah, stand. Đứng. Yên đúng không? Stand. Okay. Now we have the first picture here is, okay, there's a girl. Dance, right? Dance. Okay. The number two, laugh. And the last one, clap. Right? Okay, now, giờ thử nhá. Okay, vẫn cùng câu hỏi như hôm trước đúng không? Clap nghĩa là gì hả cô? No, clap. Clap đúng không? Không phải. Laugh, right? Cười lớn á. Ha ha ha. Okay. Alright, laugh. Okay, cười lớn. Cái con màu xanh mà có ô ba cô ạ. Ừ, đây, con ở giữa đúng không? Is it correct? Okay, con đấy là cười lớn nhá. Cười lớn ôm bụng cười á. Alright, laugh. Is it okay, correct? Okay, ôm bụng cười. Okay, nó khác gì với smile nhỉ? You know smile? Smile là kiểu gì? Mỉm cười đúng không? Alright, chỉ mỉm thôi. Laugh là cười lớn, ôm bụng cười á. Alright. Okay, is it okay? Yes? Yes. Được không? Alright. Next one, huh? Okay. Okay, very good. And then, so let's see what you can or can't do here. Okay, so number one, stomp or stand? Number one here. Chọn bên dưới ở trên. Yes, good. Number one, stomp or stand? Two. No, ông này đang dậm chân đúng không? Ông này đang dậm chân. Yes, stomp. Right, stomp. Okay, number one, stomp. Okay, so number two, we have the picture number two, right? Stand. Okay, he is standing. Okay, stand. One. Number three, waddle or stand? Okay, waddle, very good. Waddle, right? Đọc cho cô từ nhé. Waddle. Okay, number four. She is clap. Clap, right? Clapping. Okay, cô ấy đang vỗ tay đấy. Alright, number five. What are you doing? Laugh. Laugh, right? Âm cuối là âm F nhé. Răng cửa trên này, đặt xuống môi dưới, xong thở gió ra này. Laugh. Okay, very good. Okay, laugh. Cười lớn đúng không? Ôm bụng cười. Alright. Oh, and the last one. Oh, nó bị ngược à? Cái cuối cùng là dance đúng không? Cái cuối cùng là dance. Okay, so now. Okay, so this one is a matching exercise. Okay, so you will match the picture with the words here. Okay, nối các cái bức tranh với những cái từ này nhá. Now, the first one, can you tell me the first picture here, what it is? Ảnh đầu tiên á, cái ảnh mà cô đang vẽ hình chữ nhật rồi đó. I draw a rectangle there. One. Okay, it's dance, right? It's dance. Đọc từ cho cô nhá. It's dance. Okay, so I change the color. Okay, tell me what color do you like? What color do you like? Yeah, thích màu gì nào? Yellow. Yellow. Okay, I have a yellow here. I have yellow here. Okay, now next one. Can you see the picture I draw? At the rectangle I draw. Nhìn thấy hình chữ nhật cô đang lấy không? Cô đang vẽ không? Đây hình này. Okay, the yellow rectangle. Cái hình chữ nhật màu vàng á. Clap. Okay, it's clap, right? It's clap. Alright, so next color. Màu tiếp theo nè. Next color. Blue. Blue, alright. Now, so now I draw a rectangle here. Okay, the blue rectangle here. Cái gì đấy? Nghĩa là
Harp. Very good. Harp. Okay, next one. Next color. Green. Green. Okay, I choose for you a green. Huh? Okay, so now a rectangle with the duck here. Okay, what is a duck doing here? Water, right? Water. Okay, this one. Okay, next color. Next color. Màu tiếp theo cho cô nào. Orange. Okay. I heard someone say orange. Who say that? Who said that? Okay, now this one. Orange here. Oh my god. Orange. Okay, another rectangle. Okay, orange. Orange here. Yes. Yes. Laugh. Right? Laugh. Cười lớn. Okay, next color. One more color. Purple. Okay, let's see if I have a purple here or not. Okay, I have here. Okay, so I have a purple here. With a glass girl here. Drum. Okay, this jump. Very good. It's jump. Okay, where's drum here? Okay, very good. Well done. Okay, so I clear this. Okay. Clear. All right. Okay, so now we have an exercise here. Okay, Harriet. Em sẽ vẽ qua mình sing. Yes. Okay. Somebody there? Nobody there. Không ai ở đó à? Cô Thảo Nguyên bạn đi vệ sinh rồi ạ. Ừ rồi, ok. Cô nghe đến rồi nhưng mà cô bảo là không ai ở đây à? Nobody's here. Only me. Không có cô thôi. Ok. So lonely. Really lonely. I am alone here. Nobody play with me. Okay. So who are you? Hello. Who are you? Em là chị của Thảo Nguyên ạ. Ah, another sister. What's your name? My name is Quỳnh Anh. Ah, Quỳnh Anh. Okay. Have I seen you before? Cô nhìn thấy con bao giờ chưa nhỉ? Have I seen you before? Rồi á? Really? Yes. Yes. All right. Okay. Where Thảo Nguyên? Really slowly. Slowly. Okay. Come back here. Okay. So now, okay, do the exercise here for me. Yeah? Okay. Now I have an exercise. Okay, so now you will tell me what is the difference, right? For example, the first one here, chọn từ khác loại nhé. Now, okay, so can you see the first one? Okay, I draw a rectangle here. Yes, run, don't dance. Có chỗ nào bị che không con? Không. No. No, okay. Run, don't dance. Từ đó là gì? Đôi đèn. Từ đó là chạy. Đọc lại á. Nhảy okay. Này. Đọc bê thì từ đó là đò. Đò. Alright, very good. Ok, khi đọc từ này lưỡi chạm vào hàm trên của cô nhé. Đò. Alright. Very good. Đo. Ok, another rectangle here. Another rectangle here, number two. Toe. Okay, toe left, water. Tại sao nhỉ? Toe là cái gì đấy? Toe là ngón chân. Yes, correct. Oh, very good. Okay, the answer is toe. Okay, next rectangle one. Another color. Elephant. Okay. Elephant. Really? Are you sure? What is elephant?
Is it an animal? Có phải một tên một con vật không? Yes. Yes. Right. Từ cuối cùng nó biết sai biết đúng đấy. Từ cuối cùng phải là gì đấy? Clap. Right. Không phải slap đúng không? Okay. It's wrong. Okay. Phải là clap. All right. So let's see the answer here. Con gì đây nhỉ? White. Yes. Correct. Okay. And another rectangle. I change the color. And number four here. Stomped, run, eyebrow. Remember what is eyebrow? Eyebrow. Eyebrow là gì nhỉ? Eyebrow. Where is it in your face? Ở đâu ở trên mặt con đấy? Where is it in your face? Where is the eyebrow in your face? Okay. Yes, đây đúng không? We have two eyebrows here. Can you see? All right. Okay. So eyebrows is the correct answer. Okay, so number five, last one, stand yellow storm. Yellow. Okay, yellow. Okay, yellow is the correct answer, right? Yeah, màu vàng. Okay, màu vàng. All right. Okay, so next exercise here. Okay. Một bài khác nha. Okay, what can you do? This one is a question and your problem is answer. Okay? Việc của con là sẽ trả lời câu hỏi nhé. Is answer. Okay, now so number one, what can you do? I can. I can làm gì đấy? Yes, I can. Đứng là gì nào? Stand. Okay, I can stand. Okay? I can stand. Okay, number two. Hop. Hop, right? I can hop. Number three. What can you do? I can hop. Hop, right? No, not hop. Cái này không phải hop, đúng không? What is this? Jump. I can jump, right? So let's see the answer. Okay, correct. And number four, what can't you do? What can't you do? I can. Okay. Can you see the picture? Có nhìn thấy bức ảnh này của cô không? Yeah, this one. Okay, I can't hop. No, I can't hop, right? Chính xác. Okay, mình có rất nhiều đúng không? Bạn này bị okay, we have the broken leg, right? Okay, đấy chân bị hỏng đúng không? Vậy thì không thể chạy, không thể nhảy, không thể đi, không thể đứng được đúng không? Okay, a lot, right? We have a lot of answers here, right? Rất nhiều câu trả lời ở đây. Okay, mà không thể đi nữa, không thể chạy đúng không? Không thể walk, không thể run được đúng không? Okay, the last one. Number five, what can you do? Can you see the picture? What is she doing? Dance, right? I can dance. Is it correct? I can dance. I can dance. All right. Okay, let's play a game here. Okay. So now, can you hear anything? Okay, there you go. Okay, so now let's go. Okay, this one is a fishing game. Okay, what can you do? Can you see the picture over there? Có nhìn thấy ảnh của cô ở đây không? Yeah. Bức tranh của cô đúng không? Okay, so the answer will be A, B, C, or D? I can. I can stomp. Tôi có thể dậm chân đúng không? Oh, nó đi mất rồi. Alright, this one. I can stomp. Oh, sao không đúng không? I can stomp mà đúng không? A mà đúng không? Oh, cô nghĩ là câu trả lời ở đây sai rồi. Okay. Okay, no problem. We can move on. Oh. What's wrong? Nó sai hết. Yeah. I can dance. Okay, câu này sai nhé. Câu này, cô nghĩ là cái bài của nó sai. Okay.
Okay, so number two, what can you do? The duck here. Có nhìn thấy con vịt không? Okay. Okay, so this one is D, right? I can. Yeah. Okay, chính xác nhé. Có câu đầu tiên bị nhầm thôi đúng không? Câu đầu tiên cô làm bị nhầm. Okay, người ta làm bị nhầm. Okay, so number... Okay, next one, number three. What can you do? What can you do? I can laugh, I can hop, I can jump, I can dance. I can laugh, right? Yeah. Yeah, correct. Okay, next one. Number four, what can't you do? Clap, ấy. Ấy? Cô ấy không thể làm gì cơ mà, đúng không? The question is what can't. Không thể. Không thể clap. Không thể. Đang bị cô đang bắt tay rồi, đúng không? Yes. Okay, cô không biết nữa. Cái hình này thì nó không chính xác lắm, đúng không? Yes. Okay, hình này nó không chính xác lắm. I can dance. I can't. Yeah, I can clap. Alright. Hình này không chính xác lắm á. Okay, hình này không chính xác lắm. What can you do, right? Okay, đáng ra phải cho một cái hình là cô đang bị broken hand, đúng không? Đang bị gãy tay á. Broken arm, đúng không? Không thể vỗ tay được, đúng không? Okay, hình này bị nhầm nhá. Alright. Number, okay, hết rồi. Yes, well done. Okay, so now we have a small exercise. Okay, do you have any paper there and pen there? We practice. Okay, very good. Okay, you are ready? Okay, so now I need a girl who is clapping. We're clapping. Clapping. Yes. Who is clapping? Yes, who is clapping? Who is clapping? And a boy who is standing. And a boy who is standing. And a boy who is standing. Boy, girl. Okay. Have you done yet? Okay, very good. Con có thể vẽ người que nhá. Okay. Okay, the thin people. Okay, instead of something like, yeah, animated like this. Okay, không phải vẽ tranh hoạt hình đâu nhá. Okay, vẽ tranh hoạt hình hơi lâu. Alright, so now I want you to draw for me a girl who is stomped. Who is stomping? Yeah, who is stomping? Stomping. Who is stomping? A girl who is stomping? Girl, eh? A girl who is stomping. Stomping? Okay. Yes. Find out the easy ways, easiest way. Tìm ra cách nhanh nhất nhá, vẽ dễ nhất. Okay. Do not difficult yourself. Okay, đừng làm khó bản thân nhá. Okay, so. Okay, very good. Stomp, dậm chân đúng không? Okay, very good. And next one. I need a girl who is
who is a little girl who is waddling. Waddling. Yes. Okay, okay. So is it a bird? Okay, a bird is waddling. Okay, a bird, okay. Bird is okay. No problem. A bird is okay. Yes, anything. The problem is, you know what is this? It's okay. Yeah. Where are you now? Is it your house? Mẹ con đang ở nhà con không? Hay là đang ở nhà bà? Or your grandma house? Con đang ở nhà bà. Ah, grandma house. Alright. Okay. Have you done yet? Okay, very good. Okay, I see, I see. So now I need a bear who is standing. Yeah, a bear. A bear. Yes, correct. You don't know how to start bear. Một cái mặt thôi. Okay, tôi vẽ cái mặt xong vẽ người tây cũng được. Okay. Yeah. A bear. A bear. I need a bear who is standing. Cô ơi, con gấu đang làm gì ở cô? Đứng bằng hai chân á. Stand là đứng đúng không? Stand. Đứng bằng hai chân nhé. Không đứng bằng bốn chân nhé. Okay. Stand. Who is standing? Không biết. Em biết. Để bảo vệ anh. Who is standing? Thêm mẹ cười là được. Vẽ mới vẽ. Mẹ cười. Đấy, đấy có bảo vẽ mặt giống thân vẽ. Who's standing? Who is standing? Okay. Okay, very good. Standing. Oh, very good. Oh, there's someone go ở đây không gì nữa. Alright. So I need again, what animal there? I need a cat laughing. Laughing. Okay, laughing. Laughing là gì nhỉ? Laugh. Là mèo đang làm gì đấy? Cười đúng không? Okay, trời lớn. Yes, how can you draw this? A cat laughing. Laughing, laughing. Laughing. A cat who is laughing. Okay, very good. Okay, next one. I need a girl who dancing. I need a girl who dancing. Dancing. A girl and a boy. A girl and a boy dancing together. A girl and a boy dancing together. Con gái và con trai nhảy. Yes, nhảy chung á. Yes. Chung vũ á. How can you draw this?
Okay, yes. Rồi vẽ người cây đúng không? Alright, so how can you draw this one? Okay, I need a girl. Girl here. Nhìn cô kia. Yeah. Em biết vẽ. I need a boy. Yeah, this one need a girl here. Yeah. And a boy. Here's a boy. Okay. Dancing. Dancing. Oh. Yeah. Like this. Is it okay? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yes, like this. They are dancing, right? They are dancing. Okay, maybe there is a skirt here. Một bộ váy ở đây đúng không? I have a skirt here. Cứ chuồng à? Okay. Okay. So I have a skirt. Yeah. I have a shirt. So like this. Have you done yet? No. Xong chưa? No. No. Vẽ thêm một cái khúc ở đây nhé. Okay, very good. Dancing, right? Okay, rồi. Thế bây giờ, okay, we have another game á. Nên một trò chơi nữa nha. Okay, so now I say, okay, cô sẽ nói một động từ và con phải làm ngay lập tức đúng không? Okay? Is it okay? Yes? Okay, so now I want you to stand. To stand. Yes, stand. Stand. Dậm chân, dậm. No, stand, not stop. Stand là gì đấy? Đứng im. Alright, stand. Alright. Okay, so I want you to stomp. Stomp. Okay, chân dài quá. A long leg. Okay, so now I need you to hop. Hop. Okay, very good. I need you to dance. 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 Yeah. I need you to waddle. 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 Okay, very good. I need you to clap. Clap your hand, please. Clap. Yes, very good. I need you to laugh. Laugh. Okay. I need you to anything else? Gì nữa nhỉ? I forgot. I need you to anything else? Hết rồi. Jump. Okay. Jump. Okay. Jump. Okay. No. Skip. 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 Skip the rope. Yes. Okay. Very good. Okay. So well done. Bài này dễ quá à? Okay. Rồi thế mình chuyển sang một bài mới nhá. Okay. The action. Okay. Continue with the action here. Number three. Let me see. Học bài màu đi cô. Màu học chán rồi còn gì nữa, học thuộc hết các màu rồi đúng không? Ok, học lại à? Do you want to read again? Do you want to learn again? What is this? It's two balls. Balls, right? The balls, right? The green balls. Oh, they're the one á.
No, it's not a fruit. Really? How can you eat it? Okay? Cannot. It's a ball. Okay. So now we have a next action, next lesson here. Yeah? Okay, mình học thêm một vài actions nữa nhé. Okay, so here we have gate. Can you see the first picture? Okay, đợi xíu nè. Okay, can you see? Rồi, có nhìn thấy slide của cô không? Cái hành động đầu tiên mình gọi là gì đấy nhỉ? Trượt. Trượt bàn tay đúng không? Okay, we call it case. Okay, skate. The ring. Yes, can you hear that? Okay, còn bức tranh thứ hai là gì đấy nhỉ? The ring. The ring. Pink. Okay, very good. Bức tranh thứ ba nào? The picture three. Eat. Eat. Right? What is she eating there? Cô ơi, cái này cô dạy rồi mà. Đâu, đã dạy đâu? Chưa? Đâu? Cái the ring mới là cái eat dạy rồi. À, rồi. Thế cái cô này đang ăn gì đấy? Bánh gì đấy? Burger. Hamburger, right? Eat. Hamburger, eat. Okay. Rồi, thế còn bức tranh thứ ba. Okay, next one, number three. Okay, number four. Từ từ nào. Number four. Đọc báo. Read. Read. Right? Read. Okay, with newspaper, right? Newspaper. Change, change. Okay. Sing, right? Sing. Sing. Okay, now, next one. Ông đang làm gì đấy? What are you doing? Yeah, sleeping, right? Sleep. Okay, sleep. Okay. Now, okay. We have a girl here. Girl. What is she doing? Girl. And this is a boy. A boy. Very good. He. Okay. Now, so. Bình thường mình gọi là gì nhỉ? Mình có thể làm gì đúng không? Bây giờ mình sẽ nói he or she đúng không? He or she? Ok, nào bây giờ mình làm chơi trò này trước nhé. Ok, what is the action word and what is the not action word here? Ok, từ bên nào là action word nhỉ? Những từ nào dưới đây là action word? Tell me. Action word. Action là hành động nhé. Những từ nào chỉ hành động ở dưới này? Yes. Sing. Gì nữa không? Oh. Ok rồi, không thể kéo được đúng không? Nào, sing và gì nữa nào? Sing. And read. Ok, sing. Đúng rồi. Sing, action word nhá. Từ nào là action word nữa? Jump. Very good. Anything else? Skate. Okay, skate. Trượt bàn tay đúng không? Anything else? Eat. Eat. Ăn. Anything else? Read. Đọc đúng không? Rồi đi ngủ nào. Đi ngủ là sleep. Sleep. Okay, sleep here. Okay, very good. And then những từ còn lại là gì đấy? Fingers là gì? Fingers, ngón tay đúng không? Chicken. Nhà bếp. Con gì đấy? Con gà. Chicken. Yes, okay. Không phải kitchen đúng không? Kitchen là cái gì đấy? Nhà bếp. Chicken. Okay. Arm. Cánh tay. Teddy bear. Teddy bear. What is teddy bear? Yes, alright. Teddy bear. Okay, so we'll see the answer here. Okay, very good. Okay, now the first one, number one, the ring, right? The ring. Number two? Eat. Okay, very good. It's eating. Number three? Skate or dance? What is she, right? She, all right. What is she doing? She is skating. Rồi bây giờ phải trả lời cô cả câu nhé. Okay, she is skating. Okay, cô ấy đang. Cô ấy đang gì đấy? Trượt bàn tay đúng không? Okay, number four. What is he doing? He, right?
The boy. Yeah. Number four. He gì đấy? He is sleep. Sleeping, right? Thêm đây in nhé. Đang làm gì nè? Okay, number four. What is he doing? He is. Reading. Okay. He is reading. Okay. So number five. What is he? Right. Singing. Okay. She is singing. Okay. Now, bài này dễ quá nè. Tìm từ khác loại đúng không? Number one, sing, don't cry. Sing, don't cry. Hát này, búp bê này, khóc này. Từ nào khác loại? Cry chưa học đúng không? Cry chưa học, cry là khóc. Cry. Okay. Crying. Okay, cry ngược với laugh với cả smiling đúng không? Smile. Okay, vậy là đáp án là gì đấy? Dog. Number two. Dog. Dog. Okay, very good. Dog. Number three. Elephant. Elephant. Okay, very good. Number four. Number four. Pig. Pig. Okay, it's pig. Number five. Cow. All right, very good cow. Okay, rồi bây giờ bài lần trước mình nói là I can do something, right? Okay, và bài này mình sẽ nói là he or she can or can't. Is it okay? Now, number one. Okay, có nhìn thấy hình mặt cười không? Can you see the face there? Okay, mặt cười tức là can, right? Mặt không cười, mặt méo là gì? Không thể. Can't, right? Okay. Rồi hình này là hình cử động à? Okay, let's see. Là cô để cho nó đứng lại được không nhỉ? Let me see. Okay, nó là hình động đấy, nhưng mà nó phải cô phải cho nó dừng lại lúc nào đó. Okay. Okay, rồi. Rồi cô cho nó dừng lại rồi này. Okay, bây giờ hình đầu tiên nào. Number one. He can. Okay, chật ba tăng là gì nào? So, skate. Okay, skate. Okay, skate. Number two, she can sing. She can sing. Okay, hình mặt cười đúng không? Number three. He can. Okay, read đúng không? Read luôn. Okay. Rồi, mà hình mặt mếu. Anh không thể đọc được đúng không? Anh chưa biết chữ chẳng hạn. Alright, number four. He can't. Anh ấy không thể sleep, right? Anh ấy không thể ngủ. Okay. Rồi, now number five. Hình mặt cười nào. He can drink. Okay, now number six, hình mặt mếu nè. Okay, she. Now bây giờ she, right? She can't eat. Okay, cô ấy không thể ăn đúng không? All right. Now, so now, tôi có đổi một xíu nha. All right. Okay. Đổi hình mặt xíu nè. Let me see. Oh, the same. Vẫn giống thế đúng không? Okay, another face.
Ok, như có mỗi hai cái mặt nó đổi thôi sao? Ba mặt nữa. Ok. Rồi, so now we continue. Ok, tiếp tục nha. Ok, can read, can hop and can jump. Ok. So now we have something here. À, cho gì đây nhỉ? Đố biết. Đây là đào vàng. Đào vàng. Gold miner, đào vàng đúng không? Ok, start here. Alright. Okay, can you choose? Lúc em chọn rồi đó. Chọn cho cô nào number? Number one, number two, number three. Number eight. Okay, a ring, right? What's your name? Now, what can she do? Sing, right? She can sing. Oh, come back. Sing, correct? Okay, so number eight done. Đã có số 8 xong rồi nè. Number one, the diamond, right? The red diamond. Oh, chết rồi. Cô ấn nhầm rồi. Okay, start here. Number eight done. Okay, number one. Oh, number one không cho. Đấy ạ. Rồi, number one, what can he do? Run, right? He can run. Number? Four. Number four, the blue diamond. Okay. Cái cơm màu xanh nè. What can she do? She can eat, right? Eat. Okay, very good. Okay, this one is number four done. Oh, come back. Number five. Number five. Yeah. Rồi, number what? Okay, chọn number five nhé. Alright. What can't he do? What? He can't. He can't. Anh ấy không thể. He can't. Skate, right? Chơi bát tanh đấy. Skate. Bạn anh trông sợ hãi đúng không? Okay, skate. Okay, come back here. Number five, done. Okay, now number 2, 3, 6, 7. Six, huh? Okay, what can she do? Okay, cái này làm rồi đúng không? Đúng cái gì? Okay, they say she can sing, right? Sing. Okay. So number three, or number two, or number seven? Number three, okay. Okay, this one. Let me see. Oh, câu này giống câu mình làm rồi nhỉ? Okay, number two. Number two. What can he do? He can. He can skate, right? Okay, skate. Anh có thể trượt ba tay nghe last one number seven. What can't he do? Anh không thể làm gì? Theo hình đây là anh nghe là gì đấy? Sleep, right? He can sleep. Okay, cái hình này nó không đồng nhất đúng không? Ok, nhiều lúc tưởng là ok, không theo hình đúng không? Là lúc còn theo hình. Ok, finished. Ok, well done. Ok, thank you for today and I will see you on. Cô sẽ gặp lại con thứ mấy? Chủ nhật. Ok, chủ nhật tuần sau nhé, next Sunday. Ok, goodbye and see you again later. Goodbye. Ok, bye. Goodbye.